nhiệt liệt chào mừng quý vị khán giả có mặt tại rạp xiếc Trung ương để cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật xiếc đặc sắc chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Những cánh hồng bay, một chủ đề vô cùng độc đáo nhằm tôn vinh những đóng góp của các nữ nghệ sĩ trong nghệ thuật xiếc. Chương trình ngày hôm nay thực sự sẽ đem đến cho quý vị khán giả những xúc cảm mạnh mẽ và ấn tượng. Và chúng ta không phải chờ đợi lâu hơn nữa mà một tràng vỗ tay lớn để chương trình biểu diễn sẽ được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục mở màn Duyên dáng Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, phụ nữ là một nửa tuyệt vời nhất của tạp hóa, với vẻ đẹp, sự dịu dàng và trái tim ngọt ngào. Chính vì thế, hãy yêu thương chính bản thân mình, vì phụ nữ khi sinh ra đã có trong mình quyền năng của cái đẹp và sự hạnh phúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy để những người nghệ sĩ, các nữ nghệ sĩ được thể hiện quyền năng của cái đẹp và sự hạnh phúc của mình trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Những Cánh Hồng Bay. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình được tổ chức bởi Liên đoàn Siếc Việt Nam phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện truyền thông điện ảnh Thế Gia, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Ánh, giám đốc Liên đoàn Siếc Việt Nam, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng, đại diện đơn vị đồng tổ chức, giám đốc sản xuất công ty tổ chức sự kiện Thế Gia Phan Khánh Chi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình được thực hiện với sự tài trợ Công ty Bia Sài Gòn, Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì, Công ty Cổ phần Kiến Trắng Thời Trang Y An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bàn Ghế và Thiết bị Thẩm mỹ Hùng Hòa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Một Thành viên Du lịch và Giải trí Thiên đường Bảo Sơn, Công ty Đông Đô Sơn. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta cùng trở lại với ca sĩ Hải Anh với một ca khúc Phụ Nữ Là Để Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Thịnh. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Lời mất đó như lời mời mời, phút chung con rơi không nên lời. Khi người đến bên em ngày sớm ngày mỗi, là ai mang bao nhiêu đau say để bên em trong vòng tay chẳng trôi bao nhiêu ngày hơi nhẹ. Tôi tìm em giờ đây yêu anh còn hết tháng ngày, tâm trí em bị vụt bay nguyện thờ bên em mãi. Anh là ai mà vào hết cho đi chơi chơi.
toàn quốc năm 2018. Thank you.
Một lần nữa, có vẻ như không tham gia vào cuộc đua. À,